Xin chào các bác nhá. Hôm nay em xin chia sẻ với các bác một số cái cây cảnh, cây ăn quả và cây không ăn quả. Đấy. Đây trước mắt các bác là hai cây dối cổ. Đây. Nhìn như một cây khô các bác nhá. Cây trực thẳng căng. Đấy. Bên này cũng vậy nè. Đây đứng đây là hơi khuất bóng nhà này. Đấy. Đấy. Rất là đẹp nhá mọi người nhá. Thế còn bên này là cây cây si. Còn đây là cây sộp các bác nhá. Cây sộp mới đánh về. Đây. Cây này củ bẹ rất là ác. Rất là khủng luôn. To. Đấy. Thế còn bên này là một số cây cây trứng gà nhá mọi người nhá. Trứng gà này, vú sữa này. Đấy. Vú sữa và đằng góc nhà kia cũng là một cây trứng gà nhá. Thế còn bên này là cây ổi mọi người nhá. Cây ổi rong bay. Cây này thì khá già nu biếu rồi. Già lắm mọi người nhá. Toàn nu biếu rồi. Già. Ấy. Còn bên này là vú sữa mọi người này. Vú sữa rất là đẹp luôn. Ấy. Cây này thì tán quá là đẹp luôn này mọi người này. Tán tròn đều luôn này. Đấy. Vú sữa. Và đây mình cũng bên này một cây vú sữa cực đẹp này mọi người này. Cây này nắc từ gốc lên đến ngọn luôn này. Đây. Mình quay cho mọi người xem này. Úi giời. Cây vú sữa này thì quá đẳng cấp rồi. Thì nó nắc từ gốc lên đến ngọn. Bảy rất là đẹp nha mọi người nhá. Đấy. Quá đẹp. Cây này thì vanh gốc tầm 70 mọi người nhá. Đang nằm trên chậu. Đấy. Tay cảnh nó nắc lượn đẹp. Thôi rồi. Đây mình quay bốn mặt cho mọi người xem nhé. Và mình bây giờ sẽ đi ra phía ngoài vườn cho mọi người nhé. Đây là một cây chay. Rất là khủng. Và đẹp. Đây mình đứng ở dưới gốc mình quay lên với mọi người nhé. Tay đẹp chưa này. Nắp lượn. Cây này vanh gốc khoảng 150 mọi người nhé. Vanh gốc 150. Đây. Cây quá đẹp luôn. Nắc lượn tài cảnh. Thế còn trên đây cũng là một số cây trứng gà. Rồi mít. Nhiều lắm mọi người ạ. Đấy. Ngoài kia toàn trứng gà mới chay thôi. Trứng gà chay mít. Rất là nhiều luôn. Đi ra mình quay. Đây là cây cây xanh này. Si này. Ngoài kia là trứng gà ấy, mọi người nhá. Trứng gà vú sữa này.
kia bác chủ vườn, bác ấy đang lên tưới cây ấy. Ấy nhiều quá chay. Với video này em xin kết thúc ở đây nhá, hẹn gặp các bác vào những video sau nhá.